Những người nào mà chuyên làm thẩm mỹ ngực thì là đều biết đến bác. Bác là mát tay, được mệnh danh là phù thủy xa trễ. Treo xa trễ mình thấy là một cái kỹ thuật rất là khó mà bác làm được, thì chứng tỏ những cái kỹ thuật lưng ngực thông thường thì bác cũng rất là chắc tay, và mình tin tưởng bác. Mười đêm mình bị teo lép sau sinh. Từ khi đẻ sau bé thứ hai được 4 năm rồi thì không tự tin lắm khi mà đi ra ngoài á, mặc quần áo cũng khó, không lên dáng. Thực ra là mình xem mấy cái hội nhóm cũng nhiều, nhưng thấy là các bạn ấy PR rất là nhiều những cái bác khác nhau, nhưng mà mình gặp bạn mình là đã làm bác Sơn rồi, người thật việc thật. Thế là từ khi mà biết tên bác Sơn rồi, mình tự search bác Sơn trên mạng thì thấy là bác quá là nổi tiếng ở trong ngành này. Bác lại không PR rộng rãi ở những cái nhóm kia, trao đổi với trợ lý của bác cũng thấy rất là ok, mình quyết định làm bác Sơn. Những người nào mà chuyên làm thẩm mỹ ngực thì là đều biết đến bác. Bác là mát tay, được mệnh danh là phù thủy xa trễ. Treo xa trễ mình thấy là một cái kỹ thuật rất là khó mà bác làm được, thì chứng tỏ những cái kỹ thuật lưng ngực thông thường thì bác cũng rất là chắc tay, và mình tin tưởng bác. Mình cũng có tìm hiểu 2-3 bác sĩ khác, cuối cùng thì vẫn chốt bác Sơn, vì là mình muốn làm cái cơ sở uy tín mà chắc chắn đó. Mà bác lại nổi tiếng mát tay, thôi là quyết định cuối cùng là chốt bác, thấy an tâm hơn.